Đây đã, cái gì cơ? Đi nào. Wow, là một con thỏ hả? Đây là nơi nào? Ủa, đèn đâu? Xin chào, có ai không? Chào, cậu sợ hả? Nên vậy đi. Đó là gì? Không, đừng làm hại tớ. Mình còn quá trẻ để chết. Là mơ thôi mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đã viết gì thế? Bút chì của mình gãy rồi. Mình có nên làm lại quái vật không? Chấp nhận thử thách luôn. Nhưng mình cần một cây bút chì nhọn. Thấy chứ? Mà hơi lộn xộn. Khởi đầu như vậy á? Hả? Mình phải tạo ra nó. Nhiều rằng thế. Tuyệt, hoàn hảo. Mình đã vẽ sao? Là mắt hả? Ok, đây rồi. Còn mấy cái này? Chắc chắn là màu đỏ. Một chút đen và cam nữa. Cái gì? Trời đang mưa. Không đầy nào. Ai cần đến Salem chứ tôi nói đúng không? Đưa đây. Này, mình có thể sử dụng nó. Lạ thật. Xin chào. Nhớ tôi không? Tôi kệ. Đây rồi. Được rồi. Cậu từ đâu á? Chúng có kích thước bằng nhau này. Thú vị đấy. Để mình đo một chút. Sẵn sàng chưa? Xem thử nào. Xin chào bạn mình. Chuẩn, nếu mình thêm cái này vào đây, vừa vặn hoàn hảo. Vậy à? Thế tớ thêm vài thứ nhá. Phải thật là tốt nhá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nào, cần giúp không? Đây này, cái này nữa. Gì đấy ta? Bàn đạp sao? Nào, nhanh hơn nữa. Có gì không? Tên này bị sao thế nhỉ? Cậu quên mất cái phích cắm kìa. Ê, nhìn kìa bộ teo. Cái gì? Tuyệt. Mình có thể dùng cái này. Chuẩn bị sẵn sàng, mày. Nó là hết mọi việc luôn kìa. Xong rồi. Nhưng sao lại lớn vậy? Mình đo rồi mà. Ai đổi thế hả? Vui quá. Lớn hơn luôn tốt hơn. Cậu ta đã phá hỏng mọi thứ. Mình cần cái này nhỏ lại. Mong là ổn nha trời. Xong chưa? Lâu quá để mất. Nhưng tại sao? Mình không thể chờ được nữa. Đợi tí. Sao lại vậy được? Tuyệt vời. Xong xuôi. Thôi nào, để coi. Đúng rồi. Thế đấy. Hơi bị bảnh nha. Ôi, đẹp phết đó. Có gì đâu mà. Ủa, đó là gì? Phải sơn không? Mình cần cái này. Ôi, cảm ơn rất nhiều. Đừng ngốc. Tớ xin lỗi, được chứ? Giờ tới cậu. Đến lúc cậu giày mới rồi. Được đó. Thực ra thì còn cái này thì sao? Mũ của cậu á? Tớ ghét cậu. Xin phép nha. Đó là kích thước hoàn hảo. Đây là vành mũ. Thấy không? Đỉnh của chóp. Nhìn này. Không. Hả? Mình không biết nữa. Này, vận may lại quay lại rồi. Nó hơi chật. Đó, quá là hoàn hảo. Xin chào bên trong. Này. Ôi không, cái gì? Muốn chơi chứ? Tớ sẽ phát bóng. Được thôi, lên đi. Vô nè, đợi con người. Đi nào. Ngon lành. Mình đang thắng trò này. Vậy hả? Mình khá nhanh đấy. Mệt quá, tạm biệt cái vợt. Xin chào rơi. Xem đây. Này, mắt của mình. Biến đi. Đợi đã, là cái nào nhỉ? Không thể nào. Mắt của mình. Của mình. Ôi hơn rồi. Được rồi, quay lại làm việc này. Bắt đầu với quả bóng bàn này. Cần con người nữa thôi. Mình thích mắt xanh lá. Trông được đấy. Lớn hơn nào? Hoặc nhỏ hơn? Mình thấy ổn phết. Mở lớn ra. Chúng ta cần hai cục cưng này này. Đó, thật hoàn hảo. Này, ôi không. Ôi, xin lỗi nhiều nhở. Cơ mà, bây giờ cậu có thể đội mũ rồi. Tuyệt vời. Ôi trời. Mình còn sống. Nhưng bây giờ mình đang ở đâu? Mình ngửi thấy mùi thịt tươi thì phải. Chào cậu.
Ken đâu? Ken đâu rồi? Ai chứ? Tớ chịu đấy. Vô ích. Ken, bực mình. Ôi, cậu ta đang ở nhà tớ. Tốt, bây giờ ra ngoài đi. Được rồi. Ôi không. Hả? Đợi tí. Cậu cần một cây gậy. Sao giờ ta? Cái này lớn quá. Không, xem này. Cẩn thận chứ. Thật luôn hả? Xin lỗi, cậu làm nó nhỏ lại được không? Nhỏ lại. Chờ chút. Được rồi. Ý cậu làm như vậy hả? Không. Đây, bừa bộn quá. Đúng là không may. Được rồi. Thấy chưa? Được rồi. Cảm ơn. Nhiều mùn cưa ghê. Mình chỉ cần một mảnh nhỏ thôi, nhưng vẫn không đúng. Thế đấy. Thứ sáp dễ lấy nhất. Kinh quá. Nhưng nó hiệu quả. Phải màu đen mới được. Màu gỗ xấu lắm. Xem thử này. Tuyệt. Nó là của cậu. Ôi không. Cậu đã đến. Và ta đã được sống lại. Ai sẽ là nạn nhân đầu tiên nào? Một cậu bé. Hoặc có lẽ ta sẽ làm điều gì đó tệ hơn. Ủa, đen đâu? Này, thỏ. Nhìn này. Không, đừng làm thế. Không, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không, không, không. Đây có phải là kết thúc của mình không? Hả? Búp bê ơi. Không. Sao mình lại đến đây? Là mình có mắc kẹt ở đây mãi mãi không? Không, không, không. Chuẩn rồi đó. Son môi, đã xong. Vấn mắt, đã xong. Hoàn hảo, mình giống như Pomni thật ý. Giạp xiếc rối kỳ diệu. Chà, mong là vậy. Nhìn cậu ấy kìa. Hả? Thật đấy. Nhưng tại sao? Mình đã làm gì sai? Hả? Chuyện gì vậy? À! Mình đang ở đâu? Đây là nơi nào? Lối ra, mình cần phải rời khỏi đây. À, nhanh lên mở cửa. Ôi không, mình bị mắc kẹt. Cái đó là gì? Nhưng cậu là ai? Tớ là Ken, và tớ biết cách để trở thành Pomni. Xem này, dễ lắm á. Thật tuyệt vời, cuối cùng mình cũng có thể trở thành một thành viên mới của giáp xiếc. Bắt đầu thôi. Đây, lau mặt cậu đi. Ok. Xong. Ôi không, ra làm sạch da cậu nào. Làm thế nào? Đó là gì? Trứng. Tò mò ghê. Nhưng bên trong trứng là gì? Mở ra xem nhé. Cái gì vậy? Đừng lo lắng, chỉ cần thoa nó lên mặt. Như vậy à? Giờ đến từ 1 đến 5. 3, 4, 5. Wow, sạch sẽ hơn nhiều rồi. Eo. Này, kiếp, làm ơn đừng làm vậy nữa. Bây giờ hãy nhìn vào đây. Hả? Bên trong đó là gì? Đây là danh sách, nhìn anh. Mặt trắng à? Tớ có thể làm điều này, dễ ệt. Phấn của mình đâu nhỉ? Tìm thấy rồi, làm thôi. Hả? Ôi không, hết sạch rồi. Không còn gì cả. Nhìn xuống kìa. Đâu có. Cậu đang nói những cái này à? Ừ, cậu thử đi. Được thôi, còn gì để mất đâu. Màu đỏ, ngon quá. Hả? Ôi, mình đang đỏ lên này. Hay quá. Mình sẽ thử một cái nữa. Wow, thay đổi rồi. Điều này thật tuyệt vời. Và giờ là màu xanh. Trông mình như Hulk á. Tuyệt. Nhưng chắc mình cần cái này hơn. Hãy kiểm tra xem. Wow, hiệu quả rồi. Tốt lắm nhóc. Trông cậu thật tuyệt vời. Để tớ thổi cái này phát. Ôi chào. Ôi, ổn quá đi. Tớ xin lỗi nhiều nha, cậu ổn chứ? Nó là... Nó ở trên tay tôi. Ew. Ồ, đúng rồi, danh sách. Bây giờ mình đã có khuôn mặt trắng. Mình có thể làm bước tiếp theo. Má đỏ. Này hả? Đã hiểu. Mình biết phải làm gì. Ôi chào, anh đẹp trai.
nhưng mình đang tìm kiếm một thứ gì đó khác. Ồ, mình đã tìm thấy nó, đúng như mình cần. Ôi không, nó cũng trống rỗng. Có một cái khác. Thật à? Đôi má đỏ ngọt ngào nhất cậu từng thấy. Trông thực sự tuyệt vời á? Ngon quá. Tuyệt vời, tớ xin nha. Cậu cũng muốn hả? Này. Tất cả luôn. Được rồi. Cảm ơn. Ôi không, chúng dành cho má. Trông ghê quá, nhưng tớ chắc chắn kết quả sẽ tuyệt vời. Hãy thử nào. Cảm giác thật tuyệt. Wow, thật tuyệt vời. Nhưng mình cần nhiều lắm. Làm gì với nó đây? Này, Kane, muốn thử không? Cậu cưng. Này, thảo ra đi mà. Để tớ kiểm tra nào. Wow, giống như bom như thực sự á. Nhưng mình cần thêm một chút. Suy nghĩ nào. Là cái này hả? Đúng. Thật tuyệt vời. Tớ thử nha. Thật là hoàn hảo á? Không, không phải vậy. Gì vậy? Làm ơn đừng giận tớ nha. Để tớ sửa nó cho cậu. Ôi trời ơi. Xin chào lần nữa. Xin lỗi nhưng tớ cần tự làm điều đó. Hãy sửa nó nào. Ôi không không không. Bình tĩnh, tớ là chuyên gia. Thấy không? Cậu xem thử đi. Wow, cảm ơn cậu rất nhiều. Thật tuyệt vời. Cảm ơn cậu. Cậu làm được rồi đó. Và trong khi đó tớ sẽ... nó như thế nào nhỉ? Không. Chắc tớ sẽ ở lại một lúc. Để xem sự biến đổi của bạn hoàn tất. Được rồi, vậy tiếp theo là gì? Một bộ trang phục. Một trang phục sáng sủa lộng lẫy phù hợp với màu sắc của giáp xiếc. Nhưng mình không có bất cứ thứ gì như thế trong tủ đồ. Gì? Xin chào. Suy nghĩ nào, nó có khớp không? Có đấy. Thử nha. Này. Ôi trời, mình mất đồ rồi. Cảm ơn các cậu nhiều. Bây giờ mình đã có tất cả mọi thứ. Làm thôi. Cẩn thận, mình chỉ có một lần thử. Một vài đường cắt nữa. Đã xong. Và bây giờ mình cần phải khâu nó lại với nhau. Đây rồi. Đây sẽ là lần đầu tiên của mình nhưng mà... có lẽ mình đã làm nó hoàn hảo. Wow, tuyệt vời. Thích quá đi. Đúng rồi, mình gần như quên mất cái này. Bây giờ thì hoàn hảo. Chắc mình sẵn sàng rồi. Nhìn này Kane. Cậu thích không? Dần luôn. Xin lỗi. Thôi kệ đi. Mình quên mất cái nón. Kane, cậu có thể giúp tớ được không? Cái nón hả? Để tớ lấy một cái. Chỉ một chút thử nhau. Cho tớ xem với. Ta-da! Cưng ghê. Nhưng mà... cậu không thích nó hả? Tớ có một cái khác. Ôi! Không, thật kinh khủng. Rồi. Cái này. Cậu đang đùa tớ hả? Không, cho tớ nghĩ một chút. Có rồi. Vậy bây giờ thế nào? Wow, đúng là thứ mà tớ cần. Thật tuyệt vời, cảm ơn cậu King. Tuyệt vời. Mà giày của tớ không có bất kỳ đôi nào. Mình có thể tìm. Hả? Đôi này trông tuyệt quá. Xin đó. Được rồi. Đây, lấy đi. Cảm ơn. Ôi chào. Ôi thôi nào, dây giày ngớ ngẩn. Đã hoàn thành. Bây giờ mình đã sẵn sàng để tham gia giáp xiếc. Tốt lắm, tớ rất mừng cho cậu. Mà cậu đến đó thôi. Cảm ơn rất nhiều. Quá tuyệt. Này nhìn kìa, cuối cùng mình cũng đã đến đây. Chúc vui vẻ nhé nhóc. Còn tớ thì... bắt đầu cuộc phiêu lưu tiếp theo nào. Chào mừng. Để thoát ra, cháu phải trở thành chim Opila. Gì? Nhưng làm sao?
Tất nhiên là cháu phải biến hình lột xác. Đưa cho cháu. Cháu sẽ thử. Chúc may mắn. Đầu tiên mặt mình phải sạch đã. Ui da. Ok, bắt đầu thôi. Chúng ta có gì ở đây? Wow, bingo. Chuẩn không cần chỉnh. Để xem bên trong có gì. Tốt. Có gì để mình làm sạch mặt không ta? Ở đây không có. Gì đây? Thêm một quả trứng nữa. Cốc cốc. Để xem bên trong có gì. Wow. Ôi, thích quá nè. Cảm giác thật mềm. Khiến mình muốn thoa nó lên khắp mặt. Tốt cho da mặt nha. Hiệu quả nè. Mình đã có khuôn mặt sạch. Ủa gì đây? Ria mép hả? Có gì để xử lý ria mép không? Ô chà, chắc được đấy. 1 2 3. Giật ra nào. Ôi không, mình đã làm gì? Wow, mình trông giống hệt như công chúa. Mặt sạch, check. Đã đến lúc trang điểm rồi. Nghĩ đi nào. Ok đấy. Vui quá. Trước tiên mình cần vẽ lên đây. Giống như vẽ trên mặt mình vậy. Rồi tô vào bên trong này. Môi xinh. Mình luôn muốn có hàng mi dài. Hoàn hảo. Đắp thử xem nào. Mong là hiệu quả. Và... mà chờ một chút. Ôi không. Mình đắp ngược mất rồi. Hồn áp hơn rồi. Ôi không. Vòng số 2. Wow. Ai là nữ hoàng đây ta? Mình sinh ra để tỏa sáng mà. Trang điểm xong. Bác ấy ngủ rồi. Cơ hội đã đến. Chuẩn thôi. Dừng lại ngay. Hoàn thành nhiệm vụ đi. Ok, đâu còn lựa chọn. Làm tóc thôi. Tóc mình bị sao vậy nhỉ? Để xem chúng ta có gì nào. Kem dưỡng tóc. Nữa. Vậy đủ rồi. Dễ chịu quá. Thêm một chút kem. Mình cứ như cái bánh. Thêm màu sắc cho tôi vui này. Màu hồng chắc chắn là màu đen mới. Khuấy đều hết lên. Chắc chắn kết quả sẽ rất tuyệt. Tell me what you want, what you really really want. Thêm vài giây nữa. Máy sẽ tao. Giúp đẩy nhanh tiến trình này. Hay đấy. Mình phải thử mẹo mới. Thích quá đi. Chóng mặt quá má ơi. Ôi, đầu tôi. Danh sách. Mình chán ở đây lắm rồi. Gì kia? Có phải chim Opila không? Chắc chắn rồi. Xin chào, tôi là quý bà Opila. Ôi không. Bỏ lỡ cơ hội rồi. Hay lắm. Cảm ơn không cảm ơn con chim ngốc. Mà chờ một chút. Mình dùng cái này được nè. Bước tiếp theo. Kiểu gì cũng đẹp xỉu. Hãy sáng tạo nào. Cắt. Hoàn hảo. Cắt mấy lần cuối. Đẹp quá đi. Vẫn còn thiếu gì đó. Giày của mình không phù hợp. Đúng thứ mình cần rồi. Xin lỗi bạn tôi, cho mượn nha. Rất giống bàn chân chim phải không nào? Đỉnh của chóp. Vậy là xong.
Hoàn hảo. Tuyệt vời. Mùi gì vậy nhở? Phát ra từ người mình. Eo ơi. Mình còn thiếu gì ta? Phong cách Opila. Cụ thể là nó như thế nào? Mình cần có lông vũ. Biết tìm ở đâu đây? Ra đây, dù mày ở đâu. Mình sẽ chẳng thoát ra nổi. Mà chờ một chút. Lông vũ. Mình đã có cách rồi. Ê, keo nóng. Chưa gì đã thấy giống chim. Mình là cô chim xinh đẹp. Tuyệt. Đeo thử xem sao. Wow. Wow, mình có cánh. Wow. Thật tuyệt vời. Giống như chim Opila. Mình chỉ còn thiếu mỏ thôi. Làm thôi nào. Hãy kiểm tra hộp. Ủa? Mọi thứ đâu hết rồi? Không có gì ở đây. Đây là gì? Hoàn hảo. Mình sẽ nặn đất. Đợi tao một xíu nha. Đã bảo tao sẽ làm được mà. Trông mình y hệt như chim Opila. Con bé làm được rồi. Cháu xong rồi. Chú thả cháu ra nhá. Cuối cùng cũng được về nhà. Tạm biệt. Bye bye. Về nhà rồi. Con ơi, con muốn làm gì nào? Sao con lại ăn mặc thế? Bố ơi. Không có gì, bay. Ôi chà. Bọn trẻ ngày nay. Hôm nay là ngày trọng đại. Phải nhanh mới được, anh Ken đang đợi mình. Buổi quá này. Hey, Barbie. Đẹp trai muốn xỉu. Ai đấy? Em yêu anh Ken, em đồng ý. Thật sao? Trong ngày cưới của mình. Không thể tin được Ken phản bội mình như vậy. Gì kìa? Búp bê nè. Về nhà rồi. Eo ơi, hôi dình lên ý. Vệ sinh sạch sẽ nào. Gắp mấy thứ bẩn ra trước. Sai chỗ rồi nhện ơi. Thấy gớm. Eo ơi. Phải dùng sản phẩm đặc biệt. Chuẩn bị nè. Chị đang làm gì vậy? Chị đang cung cấp dịch vụ toàn thân cho em. Hy vọng em thích một chút bụi tiền. Em sẽ tỏa sáng sau khi được vệ sinh xong. Cọ rửa thôi nào. Nhìn thư giãn quá đi mất. Có khi mình cũng mua một cái để dùng. Gần xong rồi. Ổn lắm đấy. Em dính gì trên mặt kìa. Ngâm bồ nào. Phải ngâm toàn bộ cơ thể mới hiệu quả. Nằm hẳn xuống đây. Vẫn còn hở phần này che lại nào. Tắm bồn nhiều bọt là tuyệt nhất. Wow, sạch rồi nè. Sẽ chuẩn bị xong ngay thôi. Cách này không ổn. Vẫn phải tắm thêm một lần nữa. Cứ tưởng ngâm bồn ra phòng là đã sạch rồi. Nhưng thôi, tắm hai lần cho chắc ăn. May là mình chưa vứt cái này. Giảm tải, tái sử dụng, tái chế. Chuẩn chưa nào? Bây giờ hãy làm vách buồng tắm. Dễ thương ha. Chắc là Barbie sẽ thích lắm. Mình chọn riêng cho em ấy mà. Phòng tắm còn cần gì nữa nhỉ? Tất nhiên là đầu vòi hoa sen. Không có sẵn cỡ của Barbie nên chúng ta sẽ phải sáng tạo. Chọc một vài lỗ trên đất sét. Cứ chọc bao nhiêu tùy thích nhé. Nhưng tớ nghĩ chừng này là vừa đủ.
Đã nói đến làm thủ công thì không thể thiếu keo nóng. À hả? Và giờ bóp. Sau đó lấy ống hút và gắn nó vào đầu vòi sen. Tất nhiên, keo nóng phải có màu hồng rồi. Barbie sẽ không chịu bất kỳ màu nào khác. Gắn cho thật chặt vào. Vậy là xong. Wow. Vẫn còn thiếu gì đó. À ha, biết rồi. Ta-da. Rất hợp với vách tường. Barbie sẽ thích cho mà xem. Em đã sẵn sàng đi tắm chưa? Che lại nào bé ơi. Tắm đi. Không nhìn lén, che mấy chút riêng tư. Tận hưởng nhé. Wow, mất quá đi mất. Hết giờ. Người em thơm phức. Váy bẩn quá. Nhưng mà đừng lo, chị biết một mẹo. Chơi trò thử đồ nhé. Lúc nào chị cũng muốn làm nhà thiết kế. Barbie sẽ là nàng thơ đầu tiên. Mình muốn tạo ra một chiếc váy hoàn hảo. Cảm thấy mình hết sức chuyên nghiệp. Mong là sẽ vừa người. Thử đồ thôi. Wow, sẵn sàng lên sàn trình diễn. Wow, giống nhau quá nè. Xinh đời. Hả? Suýt thôi. Em ấy cần băng đôi xinh như của mình. Dùng nắp chai được nè. Nhưng mà không đúng màu. Hơi to nữa. Vừa rồi đấy. Thay đổi màu sắc nào. Hoàn hảo. Nhưng em ấy cần nhà. Mình biết gọi ai rồi. Alo. Mời à. Vâng em đây. Wow, ngôi nhà trong mơ. Barbie, em có thích không? Chị Maya, đúng là ngôi nhà trong mơ. Cảm ơn chị nhiều. Hào hức quá đi mất. Woo, lại đây. Lắp ráp chắc là dễ. Hả? Bye. Bố đi. Bố dựng nhà cho con nhỉ? Ok con yêu. Chuyện nhỏ như con thỏ. Con cảm ơn. Xem nào. Rất dễ phải không ạ? Dễ á? Đây là gì? Bố đi bổ sữa. Cửa hàng đóng rồi. Quên, bố đi đâu thế hả? Thôi kệ đi. Trên này viết gì? Hiểu rồi. Bắt đầu từ đâu ta? Phần này chắc dễ thôi. Lắp ráp các mảnh. À ha. Xong rồi. Em thấy thế nào? Úi, chị quên mất món quà bất ngờ. Barbie, em đã sẵn sàng đi thăm nhà mới chưa? Đi thôi. Căn nhà này có mọi thứ mà em cần. Em có muốn đi lên lầu không? Wow, chị muốn chill ở đây cả ngày. Tiếp theo là đến phòng ngủ. Chị đã tự thiết kế đấy. Đẹp ha. Ước gì nhà mình cũng đẹp như vậy. Em có thích không? Wow, Maya, ngôi nhà đẹp nhất quả đất. Chuẩn. Không sợ bóng đèn giúp bố được không? Bố không. Mau ra ngoài. Bụng mình còn cao rồi. Em cũng cần ăn đúng không nào? Đi thôi. Món đặc biệt của chị dành cho quý cô vô cùng đặc biệt. Không, đồ ngốc đây không phải là nến trang trí bàn ăn. Nhưng như thế cũng lãng mạn. Giờ sau này em sẽ đi hẹn hò Barbie. Bây giờ chị sẽ nấu ăn cho em. Đây là công thức gia truyền của nhà chị. Trong thực đơn tối nay, trứng. Dễ thương nhỉ. Chị đang làm món trứng tí hon cho Barbie. Và bước cuối cùng, lòng đỏ. Rất vui phải không? Xong rồi, mời dùng bữa. Thơm quá. Bon appétit. Ngon ngon. Món ăn thơm ngon hảo hạng. Em có muốn đi dạo không? Thôi thôi, em no căng rúng. Không sao cả, để chị lo. Barbie cần phải tập thể dục. Nên mình sẽ làm một chiếc xe đạp. Chắc chẳng có ai bán xe đạp cho búp bê. Nên đành phải tự làm thôi. Mình cần làm yên sau. Dùng cái này được nè. Bỏng ngô thì để lát ăn. Mong rằng Barbie không ngại ngửi mùi bỏng ngô. Riêng mình thì rất thích mùi này.
mình sẽ dùng CD cũ làm bánh nè. Nghe nói ngày xưa mọi người dùng đĩa CD để nghe nhạc. Nhưng mà loa đâu nhỉ? Ôi chà, thành bánh xe rồi. Lên đường thôi. Ui, vui quá đến mất. Hả? Ôi Ken, hả? Ai kia? Wow, em ấy thật xinh đẹp. Ken, đây là bạn gái mới của em. Hi, chơi cùng nhé. Búp bê dễ thương quá. Ken, em quả là cô gái xinh đẹp. Cảm ơn anh. Em có muốn đi chơi với anh không? Đi chơi à? Được à, nghe hay đấy. Ngày mai nhé. Vâng. Em sắp đi hẹn hò rồi. Ôi không, phải xử lý ngay thôi. Về nhà nào, chị sẽ phải nhanh tay. Ôi không, cả tôi thế này sao mà đi hẹn hò đây. Đến salon rồi. Đã đến nước này thì đành dùng biện pháp mạnh. Xin lỗi nha, không còn cách nào khác. Ew, thế ghê quá đi. Bã kẹo dính vào một mớ tóc, chắc là phải cắt phần này rồi. Eo ơi, lại hói mất một mảng. Nhìn không ổn chút nào. Mình đã có cách rồi. Đừng lo nhé Barbie, chị sẽ sửa xong ngay thôi. Chị hứa sẽ lắp lại sau. Bây giờ hãy rút một đoạn ribbon. Màu nào cũng được, nhưng tối nay chị thích màu xanh dương. Chắc chắn màu này sẽ rất hợp với Barbie. Chị sẽ rút từng sợi mảnh như thế này. Kéo nào. Cảm giác đã quá đi mất. Cắt dài hơn tóc Barbie một chút nè. Sợi này chắc chắn sẽ che được mảng hói. Màu này đẹp dã man. Sẵn tiện phải sợi highlight luôn. Đi ya. Wow, rất hợp với em ấy. Xinh, đi hẹn hò thôi nào. Whoops, băng đô nè. Em lại hoàn hảo rồi. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Đúng rồi, trang điểm. Cứ thư giãn và để chị trang điểm cho nhé. Chiếc hộp này chứa mọi dụng cụ cần thiết cho quá trình. Ta-da! Kính lúp đáng tin cậy của mình. Thế cả lỗ chân lông. Làm cho đẹp nha, chị Maya. Em muốn cần đẹp đi gặp anh Ken. Tin chị đi Barbie, buổi hẹn này sẽ rất đáng nhớ đấy. Bắt đầu bằng chiếc cọ. Sơn trắng, nghiêm túc đấy hả? Cứ yên tâm đi, Ken sẽ say em như điếu đổ. Bây giờ thì thêm màu khác nhé. Chấm nhẹ vào giữa đống trắng. Em xinh tươi như đóa hoa. Mình cũng khéo tay ghê. Đẹp tuyệt vời. Nhìn em giống y hệt chị. Chờ chút. Đây là gì? Phải tút tắt lại ngay. Không thể chấp nhận được bộ bóng này. Mất em. Úi, xin lỗi bé nha. Nhẹ cả người. Không cần chiếc hộp này nữa. Ố là la, em sẽ cảm thấy hơi nóng một chút, nhưng đảm bảo sẽ có bộ móng xịn. Chuẩn bị nè. Không, chị đang làm gì vậy? Ôi, đừng có làm quá lên. Thấy chưa, đâu có tệ lắm. Móng cuối. Và xong. Giờ em có thể chọn một màu. Không, em không thích màu này đâu. Còn màu này thì sao? Không, cảm ơn chị, em cũng không thích luôn. Thế còn màu này? Vâng, màu này thì ưng. Ok, tìm màu phù hợp nào. Không, chuẩn luôn nè. Chỉ cần một chút xíu thôi. Vừa đủ. Phải thật tập trung để làm bộ móng hoàn hảo. Hoàn thành rồi. Wow, mình là nghệ sĩ. Móng đẹp quá đi. Wow, em lộng lẫy quá. Vậy là đi hẹn hò được rồi. Đi thôi. Hả? Cậu ấy hẹn ở đây mà. Đâu rồi ta? Cho mình leo cây à? Gì kia? Bíp bíp, ta đến tìm Barbie. Bạn hẹn của em đến rồi. Ken, anh tất nhiên rồi, người đẹp, đi thôi. Ôi, lãng mạn muốn xỉu. Mình thì cô đơn. Của cô đây à? Hả? Tôi có gọi món gì đâu nhỉ? Hả? Là bà mất. Một chuyến đi bao trọn gói. Mình chẳng cần Barbie, mình đã trúng một kỳ nghỉ. Lên đường thôi. Bye. Cái gì vậy?
Tớ yêu cậu mèo Moon à. Ê, mất sách, hôn nhau nhé. Mèo, ok. Lại đây nào, cậu bé lông xù. Người nào, yes. Trời ơi, cậu phải giống như cô ấy. Dừng lại, gì cơ? Bọ rùa. Mình muốn được như cô ấy, nhưng không biết làm thế nào. Khoan, hộp để lột xác thành bọ rùa. Tuyệt, mình đã sẵn sàng thay đổi. Nào, mở nó ra đi cô gái. Wow, quá trời công cụ làm đẹp thú vị. À, tuyệt vời. Đúng thứ mình cần. Xem nào. Được rồi, mình cần tóc trang điểm và trang phục. Hãy để sức mạnh của kéo ở bên mình. Mình nên bắt đầu với kiểu tóc mới. Tía má ơi, chúng mình trở khác là bà già. Chắc hẳn phải có gì đó trong hộp làm đẹp. Mình cần nâng cấp màu sơn. Khoan đã. Nhưng mình cần màu xanh dương. À, kìa, ai đang trốn vậy? Một bé bạch tuộc đáng yêu. À, em thấy thế nào anh bạn? Đừng tức giận mà. Chị sẽ chỉ lấy vài giọt mực xanh của em thôi. Tuyệt. Cảm ơn nhé. Ra chị cha thật kỹ. Hãy nhìn bàn tay xì chum của tớ này. Sau đó tớ sẽ bôi chất điên rồ này lên mái tóc của mình. Tớ giống như một nhà tạo mẫu tóc thực thụ. Wow. Quái. Trời, nó đang làm gì trong bụng mình vậy? Yeah, mình biết một mẹo hay. Hãy sử dụng những sợi dây này để trang trí tóc. Buộc tóc hai bên cực xinh nè. Có cái gì? Khiếp, mình là con quái vật nổi mụn. À, phải xóa hết mụn mới được. Không, chẳng ăn thua. Hả? Này, bỏ cảm giác vào người tao. Ow. Đau đấy. Mình đã có ý này. Coi chừng ấy. Kiếp, nó bay tứ tung luôn. Trời, xin thứ lỗi nhá. Hả? Không, người toàn đốm đỏ. Cứu tao với, hộp làm đẹp. Hình dán bọ rùa. Tất cả trông chờ vào mày. Những người bạn này sẽ che đốm đỏ của mình. Tuyệt vời. Ok, giờ thì đợi. Nhân tiện, bạn có thể đăng ký kênh lột xác của tớ. Sao nó dài như vậy chứ? Không đời nào, làm vỡ mắt kính rồi. Mình vụng về dã man. Không còn mụn. Mắt mình bị sao vậy? Tuyệt, chúng giống như ống nhỏ vậy. Hoàn hảo. Trông thấy ghê quá đi. Khiếp. Hả? Cả khu rừng rậm. Ôi tía má ơi, mình phải xử lý ngay. Hãy sử dụng nhíp. Được rồi, bắt đầu thôi. Mình chịu được mà. Suýt thôi. Thành công rồi. Có lẽ mình nên đến gặp bác sĩ. Xin lỗi. Hả? Tai tôi. Sao mình lông lá quá vậy trời. Mình cứ như con quái thú đáng sợ. Mình sẽ thử một mẹo mới. Dùng tăm bông để quấn nước mũi này. Khiếp, thấy ghê quá. Bây giờ hãy tẩy lông bằng loại giáp tự chế này. Mong là hiệu quả. Muốn kẹo mút có lông không? Sạch bông. Được rồi bọ rùa, tiếp theo là gì? Mình cần mặt nạ. Nhưng cái nào hợp hơn nhỉ? Có lẽ cái này. Thôi, để chọn sau. Yay. Cái đuôi người cá này thật phiền phức. Được rồi, chúng ta có gì ở đây? Hãy sẵn sàng cho đồ thủ công mới. Lại đây những ngôi sao nhỏ. Mình cần sử dụng bột này. Chuẩn. Đổ thêm kim tuyến màu đỏ này. Thật lung linh. Hãy tạo nên phép màu nghệ thuật. Wow, tuyệt vời. Trang điểm tạm xong rồi. Giờ chuyển đến môi. Môi mình hơi nhợt nhạt. Cái quái. Sao môi bị gãy mất rồi?
nhưng mình biết một giải pháp tuyệt vời. Đầu tiên hãy thoa son môi lên miệng chai. Tốt, bây giờ mình có thể thử nó trên môi. Bức tranh hoàn hảo. Gì nữa? Hả? Trang phục? Làm sao mặc nó trên thân hình người cá đây? Hồi không, mình cần làm vài việc. Được rồi cô gái, hãy chọn một phong cách mới. Từ chối. Không phải cỡ của mình. Quá trang trọng. Mình cần gì đó mới mẻ. Được rồi, hộp làm đẹp mày có gì cho tao nào? Toàn vớ vẩn. Vậy thôi sao? Khiếp. Biết rồi, đã đến lúc mua sắm. Không. Không được. Vũ trụ này thì không. Một bộ trang phục bọ rùa. Yeah, bộ này. Đến đây này. Tuyệt vời. Mặc thử xem sao. Quần là cái cuối cùng. Nhưng mình không thể mặc vào đuôi người cá được. Mình cần đôi chân. Mình sẽ không bao giờ trở thành bọ rùa. Cái quái. Góp cho chân. Tuyệt, sống rồi. Cạn ly. Háo hức quá đi mất. Và chân mình đâu rồi? Uống thêm ngụm nữa xem. Kiểm tra nào. Đùa tôi hay gì? Lọ thuốc này bị hỏng rồi hả? Mình ngốc quá. Yeah, mình phải đổ nó lên đuôi cơ. Nào nào, đừng làm tôi thất vọng nhé. Thành công rồi. Mình đã có chân. Mặc quần được rồi. Hãy xem bọ rùa đây. Wow, mình sẵn sàng rồi. Hãy lấy yo-yo nào. Chà, bọ rùa đi săn thôi. Bàn chân của mình không đủ sạch. Bình cỡ. Cúp của mình đây rồi. Bắt đứng nha. Xin chào cậu bé mèo con. Em xinh dã man bọ rùa. Anh cũng thế. Mong rằng lần này cậu ấy sẽ thích. Tớ biết hôm nay tớ đẹp trai người ấy. Phải, chắc chắn rồi. Này. Ôi. Mình là kẻ thất bại. Cậu có sao không? Eo ơi, thôi tớ chuồn đây. Nàng tiên cá. Cậu ấy thích sao? Cầm lấy. Tớ nghĩ cậu cần phải lột xác. Wow, nhà đẹp đấy. Nhưng làm sao tôi có thể biến thành nàng tiên cá? Để tớ nghĩ. Đưa công cụ bí mật đây. Tớ cần lập trình nói cho màn lột xác. Và voila, chúng ta có một danh sách. Đầu tiên, chúng ta cần tẩy sạch mụn trên mặt. Trời, thật xấu xí. Để tớ giúp cậu. Hãy thể hiện phép màu. Wow, thế này cực kỳ hiệu quả. Có vẻ ok rồi. Tớ không chắc lắm. Để xem kết quả thế nào. Wow, tớ xinh quá. Lấy giúp tớ tờ giấy. Kinh quá, cậu thực sự cần tớ giúp nhỉ. Đây là danh sách. Mụn, xong. Tiếp theo là gì? Gì vậy? Ngứa quá đi mất. Phải dọn đám lông chân này. Tớ có công thức rồi. Mật ong chính là bí quyết. Cậu sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Cũng đâu có tệ lắm đâu. Mịn quá. Ai đó ném cái này đi. Úi. Thành thật mà nói. Cũng ngon đấy. Bây giờ thì sao? Gì nữa? Được rồi. Chúng ta cần tạo vảy cho cậu. Hả? Tụi mình sẽ phải làm như thế nào? Chắc chắn tớ có thể tìm thấy ở quanh đây.
À, không, tớ phải đi rồi. Nhận nhiệm vụ. Tớ sẽ quay lại ngay, bọn rùa. Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy anh bạn? Nhìn giống vậy này. Đúng rồi, cái này dùng được đấy. Tớ đây. Còn nhớ tớ không? Cậu tìm thấy chưa? Thấy rồi này. Chúng mình chỉ cần chùm vào và đánh phấn màu phù hợp. Cậu ta đang làm cái quái gì? Oh yeah, tớ rất giỏi tút tát nhan sắc. Wow, giỏi ma, giỏi ma. Cần phải nói, bước tiếp theo, trang điểm. Đừng lấy mặt nạ. Cậu ấy thật bướng bỉnh. Đây là cơ hội để mình tấn công. Yeah, thành công rồi. Sao có thể như vậy? Lấy được rồi này. Sao có chuyện vô lý thế? Cậu bị sao thế hả? Này, lấy mặt nạ. Chỉ đơn giản vậy sao? Mắt cậu như gấu trúc ấy. Tớ đang biến thành gấu trúc à? Tớ đã có cách rồi. Không còn quần thâm, baby. Kiệt tác của tớ. Wow, đẹp dã man. Đỉnh đi. Khen thừa, chuyển sang bước tiếp theo. Chúng ta tập trung vào đôi tay. Đôi tay? Ý cậu là gì? Ý tớ là cậu cần phải khoe đôi tay. Tóc tai rối bù thế này. Úi, xin lỗi, nhưng cậu đã có đôi tay. Còn tóc của tớ thì sao? Cậu đang làm gì ở dưới đó vậy? Bingo. Eo ơi, hồi quá. Chúng ta chỉ cần cuộn tóc như thế này. Wow, cũng hay đấy. Cậu chỉ cần để như thế trong vài giờ thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã đến lúc tháo nó ra. Oh yeah. Tóc của tớ thật quyến rũ. Wow, cậu xinh quá đi mất. Nhưng cậu có mùi hôi. Sao mà quá trời quá đất vậy? Chúng mình cần phải xử lý móng tay nữa. Trông còn ghê hơn của macaron. Tôi có thứ này này. Thật tuyệt và ấm áp. Thư giãn quá đi mất. Cậu nhảy lên được không? Sảnh băng sáng bóng. Để tớ mài giữa móng một chút nhé. Xong. Thấy được rồi. Thấy rồi. Đã đến lúc sờn móng tay. Màu đỏ rất hợp với tớ. Dạ, cậu là bò rùa mà. Cậu quên mất rồi à? Tất nhiên là không. Tớ có bộ móng siêu đẹp. Tiếc quá. Chúng mình vẫn chưa xong đâu. Tiếp theo là có áo ngực. Để tớ nghĩ. Chúng mình phải lấy cái đó ở đâu? Của cậu hả? Bỏ cái tay ra ngay của nợ. Tớ có một ý tưởng. Tớ chỉ cần bộ điều khiển thần kỳ. Tớ sẽ nhờ nó làm áo ngực. Vậy là xong. Dễ nhăn bánh. Tớ sẽ mặc nó vào. Đừng nhìn. Wow, xinh thật đấy. Cậu thấy thế nào? Tớ nghĩ chúng mình sẽ cần vỏ sò. Và tất nhiên sơn chúng màu đỏ. Cậu có thể nhanh lên không? Xong. Đẹp quá. Chỉ còn thiếu một thứ.
nàng tiên cá không có chân. Tớ có thực sự cần trở thành nàng tiên cá không? Chúng mình đã đi quá xa, không thể bỏ cuộc. Tớ sẽ làm một chiếc đuôi. Ok, để tớ tìm trợ giúp. Này, làm một chiếc đuôi như thế nào? Cả một con cá, một đống vỏ sò và đá màu đỏ. Ghép tất cả lại với nhau và... Shake, 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 shake. Làm ơn, làm ơn. Hãy biến tôi thành nàng tiên cá xinh đẹp. Thành công rồi. Nhìn mình xinh quá. Còn phải nói nữa. Cậu ở dưới đó ổn không? Tôi không biết. Nàng tiên cá làm vậy à? Một chuyến đi dưới nước thì sao nhỉ? Tớ thích ở đây. Này, bước bọt biển. Xem đi dạo này sao? Tớ thích làm nàng tiên cá. Nhưng tớ vẫn chưa biết cách đi bộ. Được như vậy là tốt rồi. Cuối cùng cũng có thể chinh phục cậu ấy. Đẹp trai ơi. Nào, đến lần mày thực hiện phép màu. Ủa? Cái gì đây? Cưng ơi, còn nhớ tớ không? Không nhớ, nhưng còn có mùi cá. Ngon. Yeah, bữa tiệc tuyệt vời nhất đại dương. Wow, cuối cùng cũng vào được club người cá. Cố đừng gây rối nhé Luna. Ôi trời ơi, chờ tôi ra khỏi đây. Tôi không giỏi lặn đâu. Nhìn kìa, cô ấy có chân. Ôi da, Megan. Megan. Ôi không. Một sec, cô đã bị bắt giữ. Hả? Tôi muốn gọi luật sư của tôi. Ở yên đó, đừng chớp mắt. Ha ha ha, lêu lêu. Tôi không thể ở trong tù. Có thể chứ. Người cá được tự do, một sách phải vào tù. Mình sẽ không thoát khỏi nơi này. Tại sao mình không phải người cá? Hả? Đây là gì? Cảm giác như chân vậy. Ôi giời ơi. Ha ha. Cứ như trong phim kinh dị. Ủa, hình như mình bị cúm slime. Ôi da, thôi chết tôi rồi. Xin chào cô gái trẻ, tôi ở đây để giúp cô trở thành nàng tiên cá. Một chiếc gương ma thuật. Nhưng tôi cần phải làm gì? Hãy ngước lên. Lên. Một cái hộp kỳ lạ. Wow, nó là thiết bị hút mụn. Để thử nào. Yay, mụn biến mất. Này, sao lại dừng thế? Không, đừng bỏ tôi anh bạn. Thế bị ngu ngốc. Mình biết một cách khác. Gì thế anh cua đỏ? Tôi đang tuyển dụng trợ lý thủ thuật nè. Anh sẽ giúp tôi chứ? Tuyệt. Cảng của anh thật khéo léo. Eo ơi, đừng thử với cua thật các em nhé. Tuyệt. Được rồi, cục cuối cùng. Tôi chết hẹn rồi, tạm biệt. Hả? Thật hả? Mình sẽ tự xử vậy. Cố lên ngón tay. Cô đang làm gì thế? Hey. Ghê quá. Lỗi. Thành công rồi. Hả? Cơ hội đây rồi. Công cụ chạy trốn đâu rồi ta? Cậy khóa thôi nào. Ôi trời. Cô đang làm gì hả? Tôi làm gãy nhíp rồi. Mình cần một kế hoạch chạy trốn khác. Nhưng nhổ lông mày trước cái đã. Ôi, sao mấy gái xinh làm được nhở? Sao? Sao nó đỏ thế? Này tù nhân, bữa trưa đây. Yeah, ăn thôi. Toàn đặc sản đại dương đấy. Ha ha ha. Eo ơi, chúc ngon miệng. Cảm ơn. Khiếp, đâu phải thức ăn của người. Kiểm tra hộp làm đẹp xem sao. Wow, bộ trang điểm.
Mình có ý này. Mình luôn muốn thử mẹo xanh điệu này. Bắt đầu thôi. Chỉ cần chấm phấn mắt màu xanh dương lên lưới. Xong. Sao đồ mình to thế? Wow, xinh. Thế còn đồ trang trí? Trông mình sẽ rất dễ thương. Hãy tắm ngọc trai thôi nào. Này, cấm xả rác. Trời ơi, có bị phạt. Xin lỗi. Wow, nhưng tôi vẫn chưa trang điểm xong. À ha, mình biết rất nhiều cách để dùng đá quý biển. Mình sẽ thoa phấn mắt lên vỏ sò. Sau đó đặt chúng lên mắt nè. Yay, lộng lẫy. Thưa cán bộ. Sao hả? Chúng tôi có giống nàng tiên cá không? Chà, mặt thì ổn. Tóc chưa đâu. Cán bộ ơi, cứu tôi, hãy thả tôi ra. Dừng lại, dừng lại. Mình không tưởng tượng được nó là gì. Mình gần tật. Cơ hội thứ hai nè. Xin lỗi, nhưng tôi cần chìa khóa này. Đổ hầm. Dừng. Hasta la vista. Đây là đâu? Nhà mật sách đâu? Cô. Chào cán bộ. Không, làm ơn đừng nhốt tôi nữa mà. Tôi sẽ khiếu nại lên tòa án La La Life. Đi mà nói với cái bồn cầu ha. Sao tóc mình lại có màu xanh? Cái quái. Má ơi, mình cứ như cây lâu nhà. Giờ thì như con poodle. Nghĩa ơi, hãy giúp ta sửa mái tóc thảm họa này. Khiếp. Tôi nên gội đầu thường xuyên hơn. Wow, tóc mình đẹp quá đi mất. Người đâu mà xinh quá. Ôi không, sao lại khô như vậy? Môi của tôi. Tôi biết cách giúp cô. Cái gì? Dùng quả dừa này như thế nào? Thực ra mình biết một công thức. Trúng phốc. Làm tốt lắm bàn tay karate. Này anh bạn, cậu được chào đón đến bữa tiệc thủ công. Cậu muốn uống gì không? Hãy uống thử nước dừa đi. Bây giờ đến lượt cậu. Yeah, ngoan lắm. Khuấy đều lên nè. Chà, giống như son dưỡng vậy. Mong là hiệu quả. Wow, môi mình lại căng bóng rồi. Eo ơi, mình phải thay áo thôi. Chán quá, mình muốn đọc gì đó. Vỡ được món hời rồi. Đúng cỡ của mình. Nhưng nó quá xa mình. Đợi một xíu. Mình câu cá tuy không giỏi nhưng... Chuyện gì vậy trời? Cái quái... Cấm câu cá trong tù. Xin lỗi, trả lại cho anh nè. Trời, thật không ngờ luôn đó. Nhưng mình đã lấy được thứ này. Mình đã nghĩ ra phong cách thời trang mới. Tạm biệt quần áo xấu xí. Tiến hành cuộc cách mạng quần xịp. Xinh. Mình cần trang trí thêm. Khéo tay quá đi mất Luna. Ôi thần biển ơi, áo mới của mình đẹp xỉu. Mình đã là nàng tiên cá. Nhìn xuống đi cưng. Cái gì? Mình không có đuôi cá. Làm sao đây? Dễ thôi. Đuôi người cá. Nhưng nó nhỏ xíu. Thả nó vào nước là được. Hiểu rồi. Mình làm được mà anh bạn. Mong là cậu thích bể sụp bồn cầu. Ôi trời, wow. Đuôi của mình đã lớn thật rồi. Màn tra tấn trang điểm đã kết thúc. Tôi là người cá. Cán bộ ơi. Holy mama. Cô làm sao hay vậy? Anh thả tôi được rồi chứ?